Bình tĩnh bức xúc khi tiên áo kéo cả cô nghệ sĩ Bạch Mai vào cuộc chiến chống sao kê ngày càng căng thẳng. Nữ soạn giả vô danh tiên áo mới đây đã tiếp tục kêu than khóc lóc rồi hành văn chửi bới sau màn tự nhục với đoạn ghi âm vừa rồi. Kính thưa quý vị khán thính giả của Chuyện Quê Tôi, nữ soạn giả vô danh tiên áo mới đây đã tiếp tục kêu than khóc lóc rồi hành văn chửi bới sau màn tự nhục với đoạn ghi âm vừa rồi. Bỏ biết bao nhiêu công sức để cắt ghép, để phá, để vẽ vời xuyên tạc sự thật, nhưng rồi không ai tin, chẳng ai hoan nghênh cái sự xuất hiện của đoạn ghi âm ấy. Thế là tiên áo bỗng hóa thành một con hồ ly tinh mập, hận tình đơn phương, chửi bới đủ đường, ba người con của cố nghệ sĩ. Tiên hồ ly nổi đóa lý sự cùng để đặt điều nói anh hai Vũ Luân mất dạy, ganh tị với cố nghệ sĩ, chửi chị ba Bình Tinh bất hiếu với mẹ ruột, chửi cô em Úc Hồng Loan là con nuôi lộng hành. Và cụ thể như thế nào, xin mời quý vị khán thính giả chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, nữ soạn giả lẳng lơ tiên áo và nay lại có thêm một cái tên mới là Văn Tồi. Cái tên này là do má Tư vừa khai sinh cho ả ta. Thật sự là quá hợp lý đó mà. Văn Tồi tiên áo này vì uất hận chuyện tình cảm năm xưa bị cố nghệ sĩ ngó lơ nên giờ bà ta tìm mọi cách trút hận lên đầu những người con của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cứ như là một con hồ ly tinh thâm độc đầy nham hiểm, dung tục chỉ làm những chuyện trời đất bất dung. Đỉnh điểm của cơn thịnh nộ đó chính là việc tiên áo nhận thất bại trong việc đặt thơ xả lơ của ả ta lên mộ của cố nghệ sĩ. Đấy cũng là thời điểm mà ả ta bắt đầu hóa rồ một cách khủng khiếp. Với những cơn thú tính hóa thành một kẻ điên, bà ta đã tạo ra những cơn phẫn nộ vô lý và thực hiện những hành vi vô tri. Từ đó khiến bao fan anh em nhà họ Võ lẫn cộng đồng mạng phải ngao ngán. Điên chỉ vì tình mà phải chi người ta yêu mình, còn cái này là mình đơn phương người ta. Đã đơn phương người ta được thì người ta phụ tình mình thì người ta có tội tình gì, đúng không? Cố nghệ sĩ cũng không có thích ăn mỡ đâu, ăn sợ bị vướng cổ họng không hát được. Ở đây, Chuyện Quê Tôi không cổ suý cho việc ngoại hình, nhưng trong tình huống này thì chắc chắn khán giả sẽ không trách đâu, đúng không ạ? Vì tiên áo là một tình huống vô cùng xứng đáng để được kỳ thị, để họ nhận thức được mình xấu xí ra sao. Kỳ thị ngoại hình ở Mỹ người ta gọi là body shaming. Cô tiên áo này ở Mỹ lâu rồi nên bị đớt tiếng Việt luôn, nên nhắc lại tí xíu, nhiều khi tiên áo quên hết ngôn ngữ. Bản thân tiên áo có gì mà muốn người ta phải yêu mình? Bà và cố nghệ sĩ chỉ dừng lại ở việc một người sáng tác nhạc, một người hát nhạc mà thôi. Mà bà nên nhớ rằng cố nghệ sĩ đã là một tượng đài rồi, bà mới mời cố nghệ sĩ về hát những tác phẩm của bà. Bà được những người trong giới biết tới là nhờ tên tuổi của cố nghệ sĩ đó. Bà không biết ghi lòng tác giả cảm ơn, mà giờ bà còn lợi dụng cái chết của cố nghệ sĩ. Lúc thì kêu gọi từ thiện, lúc thì chửi rủa các con của cố nghệ sĩ. Bà sống như thế thì người ta nói bà là vô ơn, vô liêm sĩ thì bà đừng có trách cứ người ta. Ở cái status vừa rồi của Văn Tồi tiên áo, bà ta nói rất nhiều thứ vô tri quý vị ạ. Chắc hẳn quý vị cũng sẽ không muốn nghe lại đâu, bởi thật ra bài viết mới đây của ả ta cũng chỉ toàn là những điều bị đặt, những lời vu khống. Chuyện Quê Tôi sẽ đi thẳng vào nội dung chính để phân tích xem sự cuồng loạn bên trong một con hồ ly già cô đơn vì tình hận đời là như thế nào. Tổng quan bài viết nhìn vào thì toàn là những lời đay nghiến anh hai Vũ Luân là chính. Vì từ đầu drama đến bây giờ, nghệ sĩ Vũ Luân là người đã có công rất lớn trong việc cản phá âm mưu của bà ta. Vừa vào bài viết, bà ta đã phản biện lại status của nghệ sĩ Vũ Luân. Nôm na là bà ta nói Vũ Luân không tin lời cha nuôi của mình, rồi tự dựng bà ta nói Vũ Luân ganh tị mất dạy với cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thánh thần ơi, tào lao thiên địa chưa, tự nhiên bà ta tự luyến cố nghệ sĩ, thích hát nhạc của bà ta, rồi trách nghệ sĩ Vũ Luân đi hát cũng chỉ vì tiền. Nghề ca hát cũng là một cái nghề, cũng là cần câu cơm của người ta, mà không vì tiền thì tiền đâu mà sinh hoạt, tiền đâu mà đầu tư cho hình ảnh, tiền đâu mà đầu tư cho sức khỏe để phục vụ cho khán giả, phục vụ cho bà con. Nghệ sĩ trả ơn cho khán giả bằng lời ca tiếng hát là quá đủ rồi, chứ sao mới làm vừa lòng hả dạ được bà hả bà tiên loạn. Quan trọng là người nghệ sĩ đó, người ta có coi trọng cái nghề của mình, người ta có tôn trọng khán giả hay không. Miễn sao người ta không sống tào lao như cái lũ sáu bào, bảy báo, kim xèo khọt, phượng vi bằng và tiểu thơ Linh Vũ là được.
Nghệ sĩ Vũ Luân hiện cũng có thể được gọi là cây đa cây đề đối với nhiều nghệ sĩ cải lương. Hiện tại anh đã ngồi kế nóng ban giám khảo cuộc thi cải lương quy mô cả nước, tìm ra những thế hệ nối tiếp ngành cải lương. Một hành động rất đáng tự hào và cần được ghi nhận. Còn cô Tiên Áo, cô đã đóng góp được gì? Khoanh tay lại rồi nghe phân tích tiếp nè Tiên Áo. Tiếp theo, nạn nhân thứ hai trong câu chuyện này là chị Ba Bình Tinh. Đang yên đang lành, chị Ba chỉ có ngồi ở nhà livestream bán hàng nuôi con thôi, mà cũng tự nhiên bị nắm áo nắm quần lôi vào các drama này. Cố nghệ sĩ soạn giả Bạch Mai là một người cũng từng dàn dựng viết rất nhiều các tuồng nổi tiếng. Nói về kinh nghiệm soạn giả thì Tiên Áo chỉ là một giọt nước li ti, còn cố nghệ sĩ soạn giả Bạch Mai là một biển trời lai láng. Cái thứ cốc nhết ẻn ương, may mắn gặp được sự ân xá của trời, được nhảy lên làm người, vẫn còn đó cái chất dính nhầy nhụa, không lo đi lột rửa mà còn ở đó sồn sồn. Tự dưng nói Bình Tinh rằng, một con chị Ba thì nghe chị yêu, chị ruột, chị ân nhân, đưa chứng minh lên mạng rằng, ngay mẹ ruột không muốn gặp mặt, chỉ muốn vào chùa đi tu. Vừa rồi là một lời vu khống mà Tiên Áo dành cho chị Ba Bình Tinh. Những ngày này chị Ba Bình Tinh coi đi tìm mua vé số nha. Chuyện này mà chị Ba Bình Tinh cũng tự nhiên vướng phải thì chắc mua vé số trúng á chứ gì đâu mà vô lý vậy. Cố nghệ sĩ Bạch Mai đã yên lòng nơi cửa Phật rồi mà còn kéo cố nghệ sĩ vào thì thật sự là hết nói nổi. Bình Tinh đã vô cùng bức xúc, in hoa toàn bộ status của mình nói rằng các cô bác đồng nghiệp lớn nhỏ thân hữu của ba mẹ con ơi, con có bất hiếu với mẹ con không? Cô bác thương con lên tiếng giùm con có làm gì đâu, sao chửi con hoài vậy? Sao đưa mẹ con vào drama hoài vậy? Mẹ con chết rồi, xin cho mẹ con được yên nha. Và ngay bên dưới lời bức xúc ấy là hàng loạt các nghệ sĩ đã vào lên tiếng bên vực và đồng cảm với Bình Tinh. Nào là ca sĩ Quốc Đại, nghệ sĩ Hữu Quốc, ca sĩ Châu Ngọc Tiên, diễn viên hài Huỳnh Tiến Khoa và trong đó có cả chị Ni, riêng Hồng Lan thì hiện tại đang đi thu âm nên chắc chưa nhận được thông tin chấn động này đâu. Chị Ni đã nói rằng ai cũng hiểu em, không phải bận tâm nha. Ai làm gì với những người đã khuất, lãnh nghiệp nặng lắm đó, mãi thương em và gia đình. Đúng vậy, ai cũng hiểu vấn đề cả, chỉ có những người cố chấp không hiểu mà thôi. Và không riêng gì chị Ba Bình Tinh, mà cả anh hai Vũ Luân lẫn chị Úc Hồng Lan cũng đừng quá bận lòng. Tháng 7 tới rồi, âm binh chứng khí một tí thôi. Và chuyện quê tôi cảm nhận rằng, chuyện Tiên Áo tấn công Bình Tinh có thể là hiện tại Bình Tinh đang có một nhiệm vụ là xác minh các giao dịch tiền phúng điếu giúp Hồng Lan. Từ các vị nghệ sĩ và có khi nào là đã xác nhận trúng các vị nghệ sĩ ở nước ngoài từng chuyển tiền cho Tiên Áo nên bà ta đã nổi cáo cắn luôn Bình Tinh không ta. Cuối cùng, nhân vật được ả hồ ly tinh mập này gọi tên chính là chị Út nhà ta, Hồng Lan. Ôi trời, nhắc tới Hồng Lan thì cũng chỉ là những lời vu khống như cái đồ con nuôi, cái thứ bất hiếu vong ơn bội nghĩa rồi rau xanh mọi rợ. Nói chung là cái bọn này chỉ tập trung tố Hồng Lan là con nuôi và bất hiếu mà thôi. Chứ chẳng có cái gì để nói và chúng ta cũng chẳng cần quan tâm đâu. Và những lời vừa rồi thì xin được tặng lại cho những cái gương mặt xứng đáng hơn, đó là Phượng Ruồi và Sáu Bào. Chứ Hồng Lan hoàn toàn không có những cái đức tính đó đâu. Tiên Áo à, coi lại mình. Coi mình có những cái đức tính đó không mà sao cứ rôm rã chửi người ta hoài vậy. Bên cạnh những thông tin đáng chú ý vừa rồi thì có hai đoạn trong bài viết có thể sẽ khiến khán giả phải lú một phen đó. Đoạn viết cố nghệ sĩ muốn từ con và một đoạn mẹ của nghệ sĩ Vũ Luân đã qua đời. Tiên Áo nói rằng sao cô có thể suy nghĩ vậy? Vì cô nghe nói là nghệ sĩ Vũ Linh có lần ra phường làm giấy từ con rồi mà. Vì nhức đầu chuyện giấy tờ vì bận rộn công việc nên đã cho qua, rồi dịch Covid-19 tới rồi mở tư con qua đời. Tại sao cô biết được? Mặc dù cô ở tận bên Mỹ này, tại vì cô nhiều chuyện đó cô à. Bà Tiên Áo này nói tiếp rằng, tại vì ba con buồn, ba con gọi báo tin chị Tư Anh mới mất, ba buồn xót xa, gia đình ruột thịt, nên đã gọi gia đình cô Sáu Hồng Nhung về ở cho có anh, có em, có cháu. Lúc đó cô hỏi, sao anh không cho bé Loan về? Câu trả lời, thôi, nó ở bên nhà chồng. Sau đó cô còn kế thêm một câu, thì anh bắt rể đi. Câu trả lời của cố nghệ sĩ là thôi. Vậy mà có lần ba con còn đòi bắt rể tương lai. Con Nga nó lấy chồng, anh sẽ bắt rể, anh ra điều kiện với ba con Nga rồi. Chưa ăn cháo lú mà tự nhiên cái lú ngang. Khi đọc cái đoạn này, bằng chứng đâu mang ra, không có nói nhiều. Cái lá đơn từ con đâu, moi ra, giống như Phượng Ruồi đấy, moi ra từng lá một đi, bớt nói xàm, nói láo lại.
Này, đừng thấy người đã khuất không có đối chất được rồi xào chẽ câu chuyện theo lối suy luận cùng của mình. Ai mà tin bà ngáo ơi. Còn cái chuyện bẻ con Phượng Rùi được vào nhà số 5 Đoàn Thị Điểm ở, đó là lời van xin của Phượng Rùi đấy, bà ngáo. Nói hoài mà không khôn ra được. Nếu mà cố nghệ sĩ cho về thì tại sao không cho vào hộ khẩu? Cái giấy tạm trú tạm vắng còn không có, chứ ở đó mà cố nghệ sĩ kêu về ở. Hay là bà Tiên Ngáo lại nói rằng lỡ cái hộ khẩu ghi tên 7 người của gia đình Hồng Lan vào rồi, nên đã hết trang để ghi tên 4 cái miệng ăn của gia đình bà Sáu. Chuyện nhà người ta không biết thì chúng ta nên im lặng. Theo như chị Ni từng tiết lộ rằng, điều mà cố nghệ sĩ hối hận nhất đó là đã cho mẹ con Phượng Rùi vào nhà số 5 Đoàn Thị Điểm ở. Cái chuyện này đi qua hàng xóm nhà cố nghệ sĩ hỏi đi, ai cũng biết hết á. Cái thứ phản động có dám về Việt Nam hỏi hay không? Tiếp theo, chuyện Hồng Lan không về ở chung với cố nghệ sĩ trong thời gian đó thì chỉ có hai cha con người ta hiểu lý do thôi. Bất đặt điều, nhiều chuyện lại. Còn câu nói cố nghệ sĩ sẽ bắt thằng chồng của Kim Hô về làm rể. Ủa có khùng không bà Tiên? Tự dưng rước thêm một cái miệng ăn về nuôi, nuôi thằng chồng của Phượng Rùi chưa đủ mệt hả? Kim Hô là cái dòng giống nhà nào thì về nhà đó ở. Cố nghệ sĩ biết sức khỏe của mình như thế nào mà, đâu rảnh mà đi nuôi tu hú như cái thằng em bảy báo của ông. Bị chuyện thì bị cho nó có logic một tí để người ta không có đường phản biện nha. Cuối cùng là một đoạn vô lý khác, đó là chuyện mẹ con của nghệ sĩ Vũ Luân. Bà ta đã dám đặt điều nói rằng mẹ của nghệ sĩ Vũ Luân đã mất, trong khi vừa rồi Vũ Luân vừa mới đi du lịch với mẹ về. Và trong một lần gần nhất thì vợ chồng của Hồng Loan cũng qua tiệm spa của Vũ Luân tặng yến cho mẹ của Vũ Luân nữa mà. Tiên ơi là Tiên, có chơi đồ á thì Tiên tháo đồ ra, tỉnh táo hơn xíu rồi hả viết bài, chứ tào lao thiên địa vậy trời. Lần sau muốn dẫn dắt dư luận thì mình viết cái gì đó ngắn ngắn thôi, chứ viết dài quá chẳng ai đọc đâu, uổng công tốn sức mà chẳng được gì. Hiện tại mọi hành vi của bọn kền kền cũng chỉ là để dẫn dắt dư luận, đánh tráo khái niệm để mà lấp liếm cái chuyện sao kê mà thôi. Vô thẳng vấn đề nhé quý vị, cứ yêu cầu sao kê, họ nói gì kệ họ. Vâng, kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi xin được phép khép lại bản tin ngày hôm nay. Chuyện quê tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin tiếp theo.